Đồ gỗ Mộc Công Huy xin chào. Với video này, cơ sở sẽ quay cho quý anh chị khách hàng coi trực tiếp quy trình anh em đục cái phần tai nghe nguyên khối trên chất liệu gỗ qua đỏ hàng cột 14 quý anh chị nhé. Vâng ạ, để mà đục được một con nghe như này thì anh thợ ở đây mất một con nghe rơi vào trung bình là khoảng 3 tiếng mới hoàn thiện xong một con nghe. Và với 3 tiếng đấy thì cái con nghe này nó sẽ khác biệt như thế nào và tại sao cơ sở Mộc Nam Huy lại làm cái điều này thì em sẽ trực tiếp quay cho quý anh chị xem để cho quý anh chị dễ hình dung nhé. Vâng, thông thường thì con nghe sẽ được đục CNC bình thường thôi, như ngay tại Mộc Nam Huy cũng như trên thị trường cũng vậy. Thì khi đục thì nó sẽ được hai mặt, bao gồm một cái mặt ngoài đó và một cái mặt bên trong đó, thì nó sẽ bị thiếu đi các cái phần mặt tiền trước ấy. Thì tính ra mà để như vậy ấy, thì nhìn thì đúng là nó hơi đơ đúng không ạ, nhìn nó rất là thô, nhìn nó hơi thô đó. Và ở trên các cái phần mặt của con nghe phía trên này, trên đỉnh đầu này thì nó cũng thô, nó cũng thiếu nét đi nhiều quá. Thế nên thì từ những cái lô hàng này, cơ sở Mộc Nam Huy có làm lại làm thêm, tác động thêm vào với sản phẩm để nhìn cho nó khác đi. Ví dụ như trên đỉnh đầu, thay vì là để trơn như vậy thì cơ sở sẽ cho anh em đục tay lại để nó có đầy đủ các cái nét sừng này, đó, mũi này, nó đục cho nó có đầy đủ luôn. Đó, rồi mặt tiền trước thì có răng này, đó, rồi có các cái phần gân quốc lên, đó, thì nhìn thì nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều. Đó, trên các cái phần răng này, đó, tách ra, rồi ngậm ngọc nữa, đó, được đục nữa rất là kỹ và rất là đẹp. Thì tại sao mà cơ sở Mộc Nam Huy lại làm cái này? Thì thực sự thì quý anh chị cũng biết rồi, đầu tiên thì chúng ta chỉ cần nhìn qua hai cái phần mặt tiền thôi thì chúng ta đã thấy được cái sự khác biệt. Thì trên những cái bộ ghế như nếu như bên em cứ để nguyên làm theo thị trường thì thực sự là cái con nghe đấy nhìn thì nói chung là nó cũng đẹp, nhưng mà nó không có đủ, nét nó không có đủ đó. Còn nếu mà em đầu tư thêm một chút thì cái sản phẩm nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ có hồn hơn rất là nhiều. Thì cái điều này thì em cũng cần phải trình bày rõ với quý anh chị, đó là cái chi phí để đục thêm vào đây thì em cũng có cộng thêm vào với cái sản phẩm rồi, chứ em cũng không phải là em đầu tư thêm rồi ấy không đâu. Em cũng nói, cứ nói thẳng luôn nè, là như vậy, em cứ nói thẳng là như vậy nhá. Thì tùy quý anh chị, nếu như quý anh chị thích mà cái cách làm này của cơ sở Mộc Nam Huy thích là em đầu tư thêm như vậy để cho sản phẩm nó đẹp hơn thì quý anh chị cũng ủng hộ cho Mộc Nam Huy cái sản phẩm này. Còn nếu như anh chị thích mà nó giữ nguyên cái hiện trạng như bình thường, như thị trường vẫn có, thì quý anh chị cũng có thể báo thì bên em cũng sẽ để nguyên cái con nghe đó và bớt đi các cái phần chi phí công đục cho quý anh chị nhé. Tuy nhiên thì với cơ sở Mộc Nam Huy và với cái tính cách của em thì em luôn luôn muốn cái sản phẩm của mình nó phải đẹp hơn, em muốn em phải đẹp hơn chứ không thể bằng hoặc là thua được, thua thị trường được. Tại vì bên xưởng thì có mọi ưu thế về sản xuất, có mọi ưu thế về giá cả, cho nên là em cũng không ngần ngại tăng thêm cái chất lượng cho sản phẩm. Và như quý anh chị cũng thấy thì đấy, nhìn hai cái con nghe thì sau khi được tác động thêm đục tay thì nó đẹp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nhìn nó đẹp, nó nét, nó sắc hơn rất là nhiều và nhìn nó có cái phần nó đầy đủ chi tiết. Cái này thì em nghĩ là chắc chắn là quý anh chị cũng biết rồi đó. Và tiện thì đây em quay cho quý anh chị coi đó, bộ nghe cột 14 thuộc hàng 6 món, có tiêu chuẩn tay nghe liền nguyên khối và mặt ván chèn nguyên tấm 15 phân. Và cái bộ ghế này được làm với tiêu chuẩn về cái chất cây lành nhất, sạch nhất và đẹp nhất. Vâng, sản phẩm này xin lưu ý là mặt 5 phân và mặt bàn của nó là có chiều dài lên đến là 1m8, là thuộc cái hàng siêu khủng đấy. Hàng hiện giờ thị trường thì chưa có cái tiêu chuẩn này, thông thường thì chỉ có mặt 3 phân thôi và mặt bàn thì cũng chỉ rơi vào đâu đó là 1m4 cho tới 1m5. Nhưng mà bên cơ sở em làm thì em làm cho nó tới bến luôn quý anh chị nha, làm tới bến luôn. Rồi ở từ cái lô hàng này thì em cũng cho anh em làm là cái mặt đôn nó to bằng cái mặt bàn, và khi mà xếp ra ấy, là cái đôn với một cái bàn là nó bằng luôn cả cái phần cái băng luôn, chứ nó không có bị thiếu anh chị nhá. Để xếp lên bộ ghế nó không bị thiếu thì nhìn cái sản phẩm nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và cái cạnh ngang của cái băng của cái đôn này nó cũng bằng với cạnh ngang của cái bàn, nên là hai người ngồi đối diện ở hai cái phần đầu đôn này thì cũng không bị thiếu cái góc sử dụng đó. Và cái sản phẩm sau khi cân đối như này thì xếp thêm một cái đôn nhỏ giữa hai cái ghế đơn thì nó cái chiều dài của hai cái ghế đơn
với cái đôn này thì nó sẽ bằng luôn với cái băng đó, tại vì khi thiết kế như vậy thì nó sẽ có độ tinh tế hơn rất là nhiều quý anh chị nhá. Đó, và cái qua video này cơ sở cũng xin báo giá luôn lại cho quý anh chị, đó là bộ gỗ gõ đỏ cột 14 này, bộ mà trên mẫu đào đấy, cùng là tay nghe và mặt ván nguyên tấm 5 phân này, thì đây là sản phẩm bên em đã báo giá rồi. Sản phẩm này có giá là 112 triệu ở trong video trước, còn bộ nghe thì em chưa báo giá. Đây là sản phẩm có giá là 119 triệu quý anh chị nhá. Chênh lệch nhau một ít do cái mẫu nghe này thì nó làm nó tốn gỗ hơn một chút ở cái phần trước. Vâng, và cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi video này với cơ sở, và nếu như quý anh chị thấy những cái sự thay đổi của cơ sở có hữu ích cho quý anh chị thì mong là quý anh chị cũng ủng hộ cho bên xưởng em nhé. Và ở đây thì em cũng có cân đối là cái sản phẩm này nó có chênh lệch lên một chút so với cái sản phẩm cũ cùng tiêu chuẩn cũ, cho nên quý anh chị cũng để ý nhé, tăng thêm một chút thôi, chủ yếu đó là về cái phần công gắng thôi, chứ nó không có cái gì đáng cả quý anh chị nhé. Đó, còn cốt yếu nhất chúng ta quan trọng chúng ta nhìn hai cái mặt này đó, một cái mặt con nghe cũ này bình thường đó, bình thường ngay như bên em cũng có và thị trường thì quá nhiều đó, hai là con nghe được làm lại như thế này thì quý anh chị cũng cùng nhìn và xem. Còn về tiêu chuẩn của sản phẩm thì thực sự thì nó đã ở một cái tầm chỉ có thể đánh giá nó bằng hai chữ thôi, đó là hoàn hảo quý anh chị nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các clip kế tiếp. Quý anh chị khách hàng có nhu cầu cho bất kỳ sản phẩm gì, xin vui lòng cứ tới tận cơ sở thăm, kiểm tra và cùng ký nhận mộc trước khi sơn. Và với cơ sở em thì em trực tiếp nằm trong khu vực làng nghề sản xuất đồ gỗ Hố Lai Ba. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.